Minh Tú ngại ngào final walk trong ngày vui trăm năm. Thùy Tiên chật vật tìm giày sau khi bắt được Hoa Cưới. Đám cưới với sự góp mặt của hơn nửa showbiz Việt, Minh Tú đã có một đám cưới với đầy đủ các cung bậc cảm xúc trong ngày trọng đại của đời người. Cô tiên giang thỏ bật khóc khi cùng chồng nắm tay ở lễ đường, trao nhau những lời chia sẻ và cảm ơn đầy xúc động. Nghẹn ngào là thế, nhưng đám cưới của mình Minh Tú cũng quậy không kém, biến lễ đường thành sàn diễn. Nữ siêu mẫu đã có màn final walk hô vang tên và thông báo kết thúc sự độc thân của mình bằng những bước cách walk không thể nào hoàn hảo hơn. Và sau những giây phút đầy thiêng liêng, cảm động của lễ cưới thì màn bắt hoa của Hoa hậu Thùy Tiên cũng đặc sắc không kém. Được hẳn vedette Vũ Thu Phương bế lên cao nhất để bắt hoa cho dễ, và không nằm ngoài dự đoán, bó hoa cưới đã thuộc về tay thúc tiến của chúng ta. Ấy thế nhưng vì quá sung và quá vui nên sau khi đón được hoa cưới, nàng hậu đã phải chật vật tìm giày. Có là hoa hậu thì trong đám cưới của Minh Tú, nơi quy tụ những nhân vật quậy top đầu